Đây là một trong những hình ảnh mà chúng ta thấy rằng cái sự quan tâm của chính quyền đối với một cái dịch và là đang là nỗi quan tâm lo ngại của người dân. Cứ cách khoảng một tiếng đồng hồ, đài tin tức của Radio TVA-NCN đã có cập nhật cụ thể từng hình, từng giờ những tin tức mới về cái COVID-19. Và đồng thời trước mặt các bạn là phóng viên của đài TVA đang phỏng vấn ba người. Thứ nhất là pharmacien, là dược sĩ. Thứ hai là bác sĩ của một bệnh viện. Và người thứ ba là một chuyên viên cố vấn về finance, là tài chính, để trả lời những cái vấn đề mà người dân đang quan tâm. Thứ nhất là về dược phẩm, thực phẩm. Thứ hai là về phương pháp điều trị và tình hình điều trị COVID tại các bệnh viện. Và thứ ba là thông báo về những cái khoản trợ cấp và những cái tin tức mới mà chính phủ muốn thông tin chuyển đến người dân về cái việc hỗ trợ người dân như thế nào từng ngày. Điều này cho chúng ta thấy một điểm rằng là đây là những cái hành động thiết thực cụ thể của chính quyền, chứ không phải chỉ nói bằng những cái lời nói động viên suông hay là kêu gọi suông người dân ở nhà. Bởi vì khi chúng ta ở nhà là chúng ta ảnh hưởng nhiều mặt. Về kinh tế, chúng ta không có lương, thế thì chúng ta không có tiền thì chúng ta sinh hoạt phí, mua sắm, trả tiền nhà hay là chi tiêu sinh hoạt như thế nào, thì chính phủ có những cái trợ cấp như thế nào. Ở bệnh viện thì khuyên chúng ta, người bác sĩ chuyên môn khuyên chúng ta nên có những cái cách thức để tự bảo vệ mình và như thế nào. Và người dược sĩ thì khuyên chúng ta trong cái cách mà tự bảo vệ, dùng khẩu trang vân vân, hay là dùng thuốc, hay là có những cái biện pháp đề phòng tốt nhất cho bản thân mình và những người xung quanh. Hôm nay là ngày thứ hai, 30 tháng 3 năm 2020. Như vậy là chỉ còn có khoảng 2-3 ngày nữa là thành đúng một tháng, gần một tháng. 3 tuần lễ ở nhà, không có ra đường, hạn chế đến tối đa. Và ngày hôm nay thì phải tiếp tế lương thực, cho nên con gái nay được nghỉ, đã đi Walmart để mua một số đồ thêm, đồ dự trữ. Đây là những đồ mà Julie Vi đã mua từ chợ Walmart để mà tăng, Maxi và Walmart để mà tăng cường cho bữa ăn đang cạn dần. Chiều nay thì mẹ Vân sẽ làm món bánh mì hấp, một cái món ăn rất là dân dã, rất là bình thường ở Việt Nam, nhưng mà trong những ngày mà nằm vùng ở nhà thì là những món ăn rất là khoái khẩu. Và chúng ta sẽ có dịp tham khảo cái việc chuẩn bị cái món này của mẹ Vân nha. Đây là cái món ăn mà phải nói là đơn giản nhất trong các món ăn mà dã chiến. Và Thành đang quay cảnh xã đang ướp thịt. Tại vì cái món này ngon hay không là nhờ cái nhân thịt để mà chúng ta ăn rác lên trên cái bánh mì. Bánh mì sẽ được sắc lát và sau đó sự hấp trên nồi hấp để mà cho bánh mì mềm ra. Và sau đó chúng ta ăn với lại cái thịt băm này, với lại mỡ hành, và sẽ cuốn với lại bánh tráng với đậu sống. Để cho cái nhân của cái món bánh mì hấp này nó ngon á, thì chúng ta cũng tăng cường thêm ngoài thịt băm và ướp và hành tỏi thì thơm, thì còn có củ sắn. Đó, chúng ta lấy một củ củ sắn, chúng ta băm nhỏ ra, bọc miếng ra và chúng ta trộn với thịt băm. Hành này để lát cho phi hành. Hành này là để phi mỡ hành. Đây là những củ sắn chúng ta sẽ băm nhỏ. Chúng ta bắt đầu cắt lát củ sắn và sẽ băm nhỏ, thái nhuyễn nhỏ hơn hộp lựu để mà chúng ta sẽ hòa với lại thịt băm. Bình thường có mộc nhĩ không nhỉ? Đây không có. Còn đây là hành tây và hành đỏ. Sẽ dùng để mà làm thắng mỡ hành ăn với bánh mì hấp. Đây là công đoạn chuẩn bị cho bánh mì hấp. Các bạn thấy rằng là bánh mì mua từ tiệm ra nó còn nóng hổi, thì chúng ta sẽ cắt xéo để mà cho cái lát bánh mì nó được dài và rộng, để mà chúng ta có thể để nhân với lại mỡ hành lên.
Sau đó chúng ta sắp lên dĩa để chuẩn bị đem vô lò hấp, nồi hấp mà bình thường. Món ăn này là món này như Thành nói là rất là dân dã, rất là bình thường ở Việt Nam và dễ làm và đồng thời làm rất là nhanh, nhưng mà trong những ngày gọi là isole, tức là chúng ta phải cách ly ở nhà, không được đi đâu, thì đây là một trong những món mà ăn khá hấp dẫn bởi vì nó nhanh, ngon miệng và không có ngán. Rồi, bây giờ là phần làm mỡ hành. Phần làm mỡ hành đây, đây là cái phần mà cũng rất là quan trọng trong cái món bánh mì hấp. Mà Thành nhớ bà xã có kể lại là cái món bánh mì hấp này ở Việt Nam thì ở các trường học hồi đó bán cái món này không có phải là nhân thịt mà là vân nước dừa với lại mỡ hành tưới lên bánh mì hấp, chỉ có vậy thôi mà học sinh ăn ngấu nghiến, rất là thích khẩu cái món này ở các trường học. Mà bây giờ thì chúng ta biến tướng hơn một chút, chúng ta làm thêm nhân. Và trước màn hình là cái việc mà làm mỡ hành, đây chúng ta sẽ chứng kiến cái việc làm mỡ hành. Đây không phải là một cái bài chỉ dễ vẽ về làm một món ăn gì cầu kỳ mà khó khăn, đây là chỉ là cho chúng ta thấy rằng là trong khi chúng ta ở nhà vì cái Covid-19 thì chúng ta cũng có thể làm những cái món ăn mà chúng ta ham thích khi mà ngày thường chúng ta bị bận công việc, chúng ta không có thể làm. Thành thấy rằng là trong cái việc mà Covid-19 và mọi người phải ở nhà cách ly thì cũng có cái phần tích cực là tình cảnh gia đình chúng ta cũng vợ chồng và con cái có cái sự gắn bó nhiều hơn, bởi vì chúng ta ở nhà với nhau và chúng ta sinh hoạt với nhau, có nhiều thời gian dành cho nhau. Cho nên rằng là đây cũng là một cái mặt tích cực trong cái việc cách ly ở nhà của Covid-19, mà Thành nghĩ là các bạn cũng đồng ý với Thành về điều đó. Bỏ như vậy luôn. Có hành lá nữa mà không? Sao không lấy ra? Nó có dính cơ hả? Giờ nó tốt.
gần chín thì chúng ta gạt lửa và chúng ta cho củ sắn vào và xào chung. Chúng ta phải làm riêng bởi vì củ sắn rất là mau mềm, với lại thịt thì nếu chúng ta xào chung ngay lập tức từ đầu thì hai cái thịt nó chưa kịp chín xong nha. Cho miếng tiêu vô. Trắng củ sắc nó sẽ ra nước, với lại nó sẽ có cái vị ngọt cho cái nhìn của chúng ta. À, nó sẽ rút hết nước của cái củ sắc, làm cho cái vị cái nhân, làm cho có vị ngọt đậm đà hơn. Bây giờ là tới phần bánh mì hấp, là hoàn thiện cái công đoạn nấu món bánh mì hấp. Chúng ta thấy là nước vừa sôi vừa nọc hấp cũng đang bốc khói. Chúng ta thả sắp bánh mì vào trong nồi hấp. Nếu muốn cho nó mềm mại thì rắc rắc chút nước lên, còn nếu không thì cứ để vậy ăn thôi. Để vậy nó cũng mềm rồi, nhưng mà ra nó sẽ màu cứng lại. Còn nếu muốn cho mềm xèo thì rắc chút nước lên. Rắc bánh mì trong nồi hấp. Bây giờ là lúc thì trong vòng khoảng 1 phút hoặc hơn chút là bánh mì đã mềm mại. Như bà xã nói, nếu chúng ta muốn nó thiệt mềm á, để cuốn thì dễ thì chúng ta rắc nước lên trên mặt hấp của bánh mì. Nhưng mà như vậy nên nó vừa có cái độ mềm. Cái mình ăn liền nó mềm rồi, không có cần rắc nước. Rất là mềm mại. Nếu mà làm để lâu thì nó rắc nước. Thôi lại cho mấy hành lên cho ăn. Đi ơi, ra ăn cơm đi con ơi. Đây là công đoạn hoàn thiện cho một cái miếng bánh mì lát. Thịt củ sắn đặt trên mặt và sau đó chúng ta khi ăn chỉ việc cuốn. Cuốn với lại rau sống. Có thể ăn chút thêm thịt lúc mình cuốn. Dẫn rồi, để anh chụp. Anh đi con ơi. Cái phần nước chấm cũng chiếm một cái vị trí quan trọng trong cái món bánh mì hấp. Chúng ta thấy đây là cái chén nước mắm pha để chúng ta ăn với món bánh mì hấp. Hôm nay bà xã thì làm cái món này tại vì con gái hôm nay được nghỉ ở bệnh viện không có làm, cho nên là thèm cái món này. Cho nên bà xã đã làm cái món này để mà cho cô Út ăn cho đỡ thèm. Nha. Nó tương tự khá giống với lại món bánh xèo. Chúng ta cũng dùng rau, chúng ta lấy chút rau thơm. Chúng ta đã có cái
cái ngò và rau xà lách chúng ta điểm lên. Sau đó chúng ta cuốn y như là chúng ta ăn với lại món bánh xèo. Nếu chả giò chúng ta cũng ăn gần chút lại. Nhưng mà món này rất là hấp dẫn. Rồi mời các bạn cùng ăn thử nha. Cái miếng bánh mì nó mềm mại trong cái rau cuốn. Thật là tuyệt vời vì cái độ mềm của bánh nó vừa tới, cộng với rau và đặc biệt cái món nước mắm chấm. Các bạn thấy rằng là không thể thiếu và nó làm cho cái món bánh mì hấp của chúng ta ngon hơn. Đó, mời các bạn tiếp tục cùng ăn với gia đình nha.